Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ nghề đó nha. Thì hôm nay em lên được 12 món nha anh em. Đó thì anh em có nhu cầu sử dụng hoặc là mua bán lại gì đó thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề. Là anh em lưu ý là giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Còn anh em nào chuyển khoản đủ em sẽ bao ship. Còn anh em nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship giùm em. Rồi đầu tiên, mã số 1 này ha. Em bán combo mũi khoan ha. 330 ngàn nha anh em. Gồm 27 mũi ha, lửa lớn nhỏ có nha. Đó, mũi khoan này khoan sắt nha anh em. 27 mũi. À, anh em xem ha. Bự nhỏ có từ 10 đến 11 ly đổ lại ha. Đó, lớn 3 ly rưỡi ha. 4 ly rưỡi, 5 ly, 6 ly, 7, 8 ly gì đó, tới 11 ly trở lại ha. Rồi, mã số 1 330 ngàn nha anh em. Mã số 1 330 ha. Tiếp theo mã số 2 nè, cũng là combo mũi khoan ha. Em bán giá là 290. Cái này cũng 26 27 mũi luôn. Nhưng mà nó có mũi Tago nha anh em. Nè, dàn găng ha, đó. Tago nè. Được 3 mũi nha. Đó, còn mấy mũi này thì mũi nhỏ hơn cái combo hồi nãy. Đó, thì cũng có mũi bự là 10 ly nè ha. Rồi, combo mã số 2 bán giá 290 nha. Số 2 290. Tiếp theo số 3 nè. Đó, hai cái cày mỏ lết nha anh em, em bán giá 260 ha. Vậy anh em mình vệ sinh nha. Cây này mini. Đó, cây này hàm thì chưa dập ha. Đó, còn cây này thì có sử dụng sơ nè. Đó, nó hơi chời chời tí. Đó, xây bự ha. Vậy anh em mình vệ sinh. Hai cây. Rồi mã số 3 em bán giá 260 ngàn ha. Rồi tiếp theo mã số 4 em bán giá 300 cho cây đu chuột. Đu chuột này là 46. Nè, đu chuột 46 nha anh em, của tớp. Mã số 4 300. Còn rất là mới ha, sử dụng rất là ít nè. Tớp nè. Đó, mắc in da băng luôn nha anh em. À, da băng luôn ha. RM46 nha. Hoạt động bình thường nha anh em. Đó, hoạt động bình thường, đuôi dài luôn ha. Rồi mã số 3, xin lỗi mã số 4, 300 ha. Rồi. Lộn rồi anh em ha, số 4 ha. Rồi tiếp theo số 4 anh em có chốt thì nói là số 4 đuôi chuột với số 4 mỡ bò nha. Số 4 bơm mỡ nha. Rồi số 4 bơm mỡ 150. Hoạt động bình thường. Còn dồi luôn. Đó, mini anh em. Rồi mã số 4 anh em có chốt thì mã số 4 bơm với mã số 4 đuôi chuột nha. Đó, rồi mã số 4 bơm mở 150.000. Tiếp theo số 5. Đó, combo mỏ lết nha anh em, bán giá 290.000 ha. Xây 2 cây ba. 2 cây xây 200, còn 1 cây xây 300 ha. Vậy anh em mình vệ sinh. Nissan nè ha. Lotte hit đó, về vệ sinh anh em. Rồi 3 cây 290.000, mã số 5 290. Tiếp theo mã số 6 là 180.000 anh em. Đó, 180.000. Gồm 3 mũi khoan bê tông. Đó, mũi này xây lớn dài cho máy 17 ly ha. Đây, cái này chu dài. Đó, khoan bê tông anh em. Cái này mũi khoan luôn nha, còn hợp ha. Đó, khoan vô đầu 17 ly ha. Đó. Mũi này 19 nha. Rồi, mã số 6, 3 mũi khoan, giá 180.000 anh em. Tiếp theo, mã số 7 ha. Đó, số 7 là mấy cái mũi mộng vuông. Đó, còn đầy đủ mũi hết. 1, 2, 3, 4. Với cái này ha, cái này không có mũi anh em. Rồi, 190.000, mã số 7 ha. 4 cái mã số 7. 5. Đó, còn 4 cái có mũi đầy đủ, còn 1 cái không có mũi nha anh em. Rồi mã số 7 190. Tiếp theo mã số 8 ha. Số 8 bán giá 150.000. Rồi, 1 2 2 cây thước gốc nha anh em. Đó, 2 cây thước gốc nè. Này nhờ đồng nha, nhôm chứ. Đồng. Đó. Khúc đồng nha anh em.
Rồi một cây lấy dấu anh em, mới ken luôn ha, rất là mới. Cây lấy dấu và hai cây dũa tròn. Rồi mã số 8 150.000. Tiếp theo mã số 9 ha. Đó, lộn xộn lục giác bự nhỏ bán giá 140. À, có mấy cái đầu bắn vít nữa nghe anh em, ba đầu ba mũi vít nè ha, ba mũi bắn ha. Rồi có mũi khoan nữa nè, mò được mũi khoan nhỏ nha. Rồi mấy cái đầu vít nữa nè, đây đó, lục giác ha, bự nhỏ nè, gồm 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 cây lục giác chứ 4 5 mũi vít gì ha anh em. Rồi mã số 9 bán giá 140. Tiếp theo mã số 10. Đó, một combo kéo bán giá 150.000 cho anh em về vệ sinh lại ha. Đó. Mẻ nha, có vị mẻ anh em, có chữ nè ha, vậy mà lại nha anh em. Rồi, cây này nữa nè. Đó, cây kéo cá ha. Rồi ba cây mã số 10 bán giá 150.000 ha. Số 10. Mã số 10 150.000 ha. Tiếp theo 11. 11 là mấy cái mũi khoét bán giá 130.000. Đó. Mũi này bị gãy mũi định tâm nha anh em. Rồi. Đó. Rồi mũi này mũi khoét thạch cao vậy nè ha. Rồi 4 mũi mã số 11 bán giá 130.000 ha. Tiếp theo 12 là một cái thùng đựng đồ nghề nha anh em. Nè ha. Dài là 37, rộng 22, cao là 6 phân. Bán giá 110.000 ha. Ngoại hình nè. Về anh em mình sơn lại. 110.000 mã số 12. Đó, chốc nước sơn hết rồi ha. Về anh em mình sơn lại. Rồi, mã số 12, mã cuối cùng của clip ha. Rồi, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ em. Và nhắc lại ha, mã số 4 hồi nãy có ghi trùng hai mã nha anh em. Đó, anh em có chốt thì mã số 4 đuôi chuột và số 4 bơm mỡ ha. Rồi xin kết thúc clip nha mọi người.